Rồi, tát nhẹ con phu chờ em làm mà phu máy gì ha. Em ru nha. Đó, quá sướng luôn. Đó, nhẹ nhàng con làm nào để cho. Rồi, chào anh em phu chờ 125 FI. Review cho anh em tham khảo của nó làm cái máy Vinh Thái nha. À, con này thì mới làm máy bị tình trạng ra khói bị kêu. Thì chú anh thì mình làm sửa lại nha. Thì anh em làm chỗ nào mà bị hư thì ghé anh em. Em đều nhận sửa lại hết cho anh em, chạy ngon, bốc êm bền, đặc biệt là không ra khói nha. Rồi. À, quay sát phần cái đồ cũ để cho anh em thử luôn. Thì đây là toàn bộ cái đồ cũ mà em làm máy em bỏ ra ngoài để cho anh em thay luôn ha. Thì con này thì làm cái gói đồ xịn nha. Đó, thì em sẽ đi từ phần trong ra ngoài để cho anh em dễ nắm của mình luôn. À, về phần dên đó là em thay tay dên ha. Tay dên nè, tay dên nè, tay cũ ha, bạch đạn nha. Đó. Em đi tay dên cũ bạch đạn Nhật Koyo nha. Đó. Dên của bạch đạn cũ để đây ha. Rồi. Về phần cái bộ nồi là em đi của nồi Thái, em thay full combo, full nồi Thái vũ thi luôn cho anh em dễ theo dõi nè. Đây, gồm bộ phần cái nồi trước nồi sau thay full Thái luôn. Cái bộ chuồng heo nồi bị rơ nè, đó chuồng heo nồi bị rơ nha. Đó, cái bộ nhông nồi nè, đó em thay nguyên bộ nồi Thái vũ thi luôn. Cặp dơm nồi ha. Đó, phần cái bố sắt bị màu chai em thay hết nè, full bộ ha. Rồi. Tới phần bố càng thì đang đi cái nồi bố dán thì nó bị tình trạng mòn chai bố li bố, em thay là bố Thái luôn, chạy bốc bền nhẹ xe nha. Cái bộ lồng làm đi là lồng bê tông bạc. Vinh Thái vô xe đó, thay bộ lồng bê tông bạc cũ xe là đây nè, nó bị tình trạng là nó bị sửa lại á, bị hao mòn. Xe này thì chủ xe là có thay bạc thay đồ nha, nó nhưng vẫn bị ra khói á. Em thay nguyên bộ lồng Thái vô xe luôn. Rồi, cái sinh cam á là em dùng là sinh cam DD Thái á, sinh cam cũ của xe em bỏ nha. Đó, phần cái bộ swap là thay swap mới vô xe luôn, bắp cũ là em bỏ đó. Thay vàng bạch đạn cam bạch đạn máy là đi bạch đạn Nhật hết luôn. Về phần cái bộ số bị hú số full chờ 125 mình rất là dễ bị hú số nha. Em thay là full bộ số mới vô xe luôn, bộ số cũ là bỏ nha. Đó, bộ số cũ bị hú rồi, bỏ bộ số ở ngoài đây đó, bị nó bị hú số với lại bị nhâm số nha, số bị bể mẻ nè, bể số rồi, nhâm số nha. Đó, số 3 bị nhâm số nè, đó thấy không, nhâm số rồi. Thì em làm xong thì hành là cho rô đai xong rồi canh chỉnh ha. Em có thay lọc gió mới vô xe luôn ha, đó để cho anh em chạy một xe đồng đều. Rô đai xong rồi tiến hành là sẽ xếp lại xăng lửa phần mềm cho chủ xe. Đó, anh em muốn làm cái máy phu chờ 125 êm mạnh bền thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên làm máy dòng phu chờ 125 nha. Bốc êm xe nhẹ máy. Rồi, em chào anh em. Rồi, test nhẹ con phu chờ em làm phu máy gì ha. Em ru nha. Đó, quá sướng luôn. Đó, nhẹ nhàng con làm nào để cho anh em chạy đi chơi đi tour đi phượt nha. Em làm của mình là phu máy Vinh Thái nha. Êm mạnh bền. Cái máy này thì bị ra khói rồi bị kêu ha. Em làm lại là em ru nha. Đó, quá sướng luôn. Em nhẹ nhàng lướt gió cho anh em. Đó, em mới đồ đai xong em dạo thử vào dòng để cho anh em cảm nhận luôn. Máy vừa êm vừa bền nha. Đó, êm ru, nhẹ nhàng. Quá sướng ha. Đó, anh em mà có nhu cầu làm máy dòng học phu chờ 125 thì ghé bên đó độ xem nha. Bên em là chuyên làm máy dòng phu chờ nha. Đó, êm xe nhẹ máy lướt gió cho anh em. Đó, để cho anh em chạy đi chơi đi tour đi phượt nha. Anh em có nhu cầu thì ghé ủng hộ bên độ xem nha. Bên em là chuyên làm máy phu chờ. Đó, êm xe nhẹ máy bốc. Đó, nhẹ nhàng lướt gió cho anh em. Quá sướng nha. Phun có mình dàn máy phu chờ 125 làm phun máy Vinh Thái đó, làm xong chạy thực tế để test thử cho anh em cảm nhận luôn đó. Máy này thì rất êm rồi, quá đồ phun đồ Thái nha. Rồi, em cảm ơn anh trai phu chờ 125 rất nhiều nha.